Đây xuống ra giò bàn thọ này mọi người. Mình quay cho mọi người cái cách mấy cô ở đây ra nhé. Sơ dừa thì vô rất là đầy thùng luôn ha. Muốn đầy luôn. Làm gì được không mấy? Gì? Được không? Hả? Được không? Được không? Làm cho mày làm mày hỏi coi. Ừ. Ông làm từ sáng sớm tới khuya cho nên ông là lính. Vô xong là xả liền, xả nước liền. Vậy mà nó cũng á. Đây là vô bản tò ha. Vô tới cặp lâm mê. Rồi vô sát vành thùng. Con quê ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh mình thương. Đất ha. Hạp đất. Đó, để người ta sửa sang. Rồi, bị ông. Vô là phải lựa con cho đều đó. Nữa để cho nhỏ là bị ông chủ la rồi. Trời ơi, đường này dọn đi, dọn đi. Trời ơi. Nghe đều. Trời ơi. Giờ mới thấy ông là lính đó. Sao bà không cáo thiệp cho bà không? Không cáo thiệp cho bà không? Nè. Đấy, ông kiểm tra này mọi người. Đấy. Con nào nhỏ quá bỏ lại phải không? Rồi, con nhỏ bỏ lại. Chỉ vô những con nó đều nhau. Để sau này những cái con nó phát lên cho đều. Đó. Rồi. Đây mọi người. Vô đến sát cái cặp lâm me luôn. Và vô sát cái vành thùng luôn ha. Đó, chậu rất là đẹp. Ô chỉ tưới sương sương thôi chứ đâu có tưới nặng chúng nhỉ. Ừ, tại vì rỉ nó cũng ở trên này chứ nó đâu xuống dưới của ai. À, vậy là không, mà gì tới sương sương cái lại hả? Thì trưa trưa thì chắc tới lại rồi chứ cô ha. Tới suốt hả? Dạ, khi mới xuống con là sẽ tới suốt. Cũng có một vài con chẹt ha. Nhưng mà như vậy là quá là ok luôn nè. Cái vị người ta chọt lộ hết trơn nha mọi người. Đi pha đám. Đây, quay xa xa. Người vô, người tưới. Bye nha. Rồi. Bye. Quá trời. Quay lên cái sân cho mọi người xem nè.